chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Bonsai Mini Thanh Ngân. Hôm nay thì bên em là tiếp tục giao lưu tại nhà vườn Anh Tú ở địa chỉ là 1127-33 đường An Phú Đông 03, khu phố 5, phường An Phú Đông, quận 12, và số điện thoại để Zalo là 0963449610. Rồi, ngày hôm nay thì cây đầu tiên bên em sẽ giao lưu cô chú anh chị nha là cây mai gốc Tứ Quý, và cây này sẽ được ghép với dòng mai Đại Lộc nha. Rồi đây nút của nó nha cô chú anh chị. Rồi nút rất là nhiều luôn nha. Những cái dàn mai mà ghép với Đại Lộc thế này thì cô chú anh chị đã biết ha. Nút của nó đây, ra tới đầu đọt hết cho em rồi nha. Đây. Rồi cây này đặc biệt ở một chỗ nữa là gốc Tứ Quý, mà nó có cái bộ đế phải nói là cực kỳ đẹp nha. Em xoay một vòng nhẹ cho cô chú anh chị xem nha. Đây, đế nó uốn lượn nha, co lắc lên rất là đẹp nha cô chú anh chị. Và cây này thì nó nở da lên da cám nha, cá sấu rất là nhiều nha. Đây, cái này là mình trồng lâu nè, nó sẽ lên cái dạng là lên meo như thế này nha. Rồi cây rất là đẹp luôn, bộ đế của cây rất là đẹp nha. Đây, co lên uốn lượn và lên cái thân như thế này ha. Và cái chiều xoắn của cây lên cái thân nó cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây này mà để bàn em phải nói là cực kỳ đỉnh nha. Rồi em xin phép được đo thông số của hoành đế của cây luôn nha cô chú anh chị. Hoành đế của cây là được 49. Hoành thân của cây tại vị trí này ha, hoành thân của cây tại vị trí này là 18. Cây này có chiều cao, cây này có chiều cao là 49. Tán ngang của cây là 49 nha cô chú anh chị. Tán ngang tán dài nó đều ngang ngang nhau nha. Rồi cây số 1 vừa nhỏ vừa đẹp, để bàn là tuyệt đỉnh luôn. Giá là 3,5 triệu nha cô chú anh chị. Cây này là mai là gốc Tứ Quý rồi, nó được thêm cái là cái bộ đế của nó rất là đẹp ha. Đó, cây này mà mình để bàn mình chơi Tết là khỏi phải bàn nha cô chú anh chị. Bộ đế cực kỳ đẹp cho em nha. Rồi, gốc Tứ Quý thì cô chú anh chị đã biết ha, cây phải nói là chơi rất là bền, và cây nó sẽ không có bị sâu bệnh gì bậy bạ nha. Phải nói là cây Tứ Quý mà đa số cô chú anh chị thường thích mua những cái cây mai và được ghép với gốc Tứ Quý nè ha. Đó, vì nó sẽ nút của nó cũng, nói chung là cây nó sẽ lên rất là đạt nha cô chú anh chị. Đây, gốc Tứ Quý và đế như thế này rất là đẹp luôn. Rồi, rất là nhỏ nha cô chú anh chị. Đây, chiều cao hồi nãy em đo là 49 thôi, nó rất là nhỏ nha. Tầm này để bàn là rất là đẹp. Giá 3,5 triệu bên em sẽ bao ship ở các quận thành phố Hồ Chí Minh. Và cô chú anh chị nào mà ở tỉnh ưng ý cây này, liên hệ đến số điện thoại là 0963449610, và hoặc là Zalo Facebook của kênh Bonsai Mini Thanh Ngân là 0329013311. Bên em sẽ báo phí ship cụ thể theo từng khu vực. Rồi em xin phép được qua cây số 1 lên cây số 2 của ngày hôm nay nhé. Cây thứ hai, cây mai số 2 nhà vườn Anh Tú giao lưu của chú anh chị nha. Cũng là cây mai gốc Tứ Quý. Cây này thì được ghép với dảo gai như chú anh chị. Rồi, cây mai mình ghép với dảo gai và gốc Tứ Quý thì nó lên bông rất là chuẩn, và cây nó cũng rất là đạt nha cô chú anh chị. Ít bị bệnh nè, sâu bệnh này nọ nha. Và cái dàn nút của nó phải nói nó lên là cực đỉnh nha cô chú anh chị. Đây, nút lên tới đầu đọt hết nha, và rất là đẹp luôn. Dàn nút là không thể chê nha cô chú anh chị. Rồi, đây một cái nhánh này nút là nè, nút như thế này nha cô chú anh chị. Rồi cây này nó cũng có cái bộ đế rất là đẹp nha. Đây, bộ đế nè. Em xoay một vòng cho cô chú anh chị nha, xem. Rồi, đây, bộ đế của cây nha cô chú anh chị. Những cái mai mà bên em lên ha đều là gốc Tứ Quý, và cái da nó là lên da cám hết cho em nha. Lên da cám và nó nở lên da cá sấu như thế này nha cô chú anh chị, rất là già cây luôn.
Rồi, và cái giống mà gốc tú quý á, chơi cây nó sẽ rất là bền nha cô chú anh chị, em phải nói nó rất là bền luôn. Em xin phép được đo thông số của cây nha. Hoành đế của cây là được 61. Hoành thân của cây, hoành thân của cây tại vị trí này là được 15. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là được 69. Tán ngang, tán dài của cây nó sẽ ngang ngang nhau nha. Tán ngang của cây là được 89 nha cô chú anh chị. Rồi, cây này thì bên em tàn nè, tàn thế ra nó rất là đẹp ha, uống lượng và bẻ bạc, tàn chi tay nó cũng rất là đều cây nha cô chú anh chị. Và giá cây này sẽ là 3 triệu, bên em sẽ bao ship ở các quận thành phố Hồ Chí Minh. Giá 3 triệu bao ship ở các quận thành phố Hồ Chí Minh. Còn những cô chú anh chị mà ở xa có thể liên hệ đến số điện thoại hoặc Zalo là 0963 449 610. Bên em sẽ báo phí ship cụ thể theo từng khu vực luôn nha. Rồi, cây này mà để bàn chơi Tết là rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Em xin phép được qua cây số 2 lên cây số 3 nha. Tiếp theo sẽ là cây số 3, nhà vườn anh Tú giao lưu đến với cô chú anh chị nha. Rồi, cây số 3 cũng là cây mai gốc tú quý và được ghép với dạo gai nha cô chú anh chị. Em xoay một vòng cho cô chú xem chị, anh chị xem cái tàn, cái thế của cây nha. Được ghép với dạo thì nãy giờ như em đã nói ha, nút lên tới đầu đọt hết cho em nha cô chú anh chị. Đây, mà cây mai nó rất là đạt ha, nó sẽ ít bị sâu bệnh nha. Gốc tứ quý thì chơi rất là bền cây nha cô chú anh chị. Rồi, mình gấp cây, cái thân cây rồi ha, cây là nó đã nở da hết rồi, lên da cám hết nha cô chú anh chị. Đây, mấy cái này là nở da, nó sẽ lên da cá sấu nha cô chú anh chị. Rồi, em xin phép được, em xin phép được đo thông số của cây luôn nha. Hoành thân của cây, hoành thân của cây là 27. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là khoảng 1m3. Tán ngang của cây, tán ngang của cây là 1m. Rồi, cây số 3, nhà vườn anh Tú xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa, giá là 3 triệu và bên em sẽ bao ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Những cô chú anh chị mà ưng ý cây này liên hệ đến số điện thoại là 0963 449 610, tại số Zalo nhà vườn anh Tú hoặc là kênh Bonsai Mini Thanh Ngân 0032 901 3311. Bên em sẽ hỗ trợ báo cái phí ship và giá của cây. Rồi, em xin phép được qua cây số 3 lên cây số 4 ngày hôm nay nhé. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 4 nha cô chú anh chị. Cây số 4 bên em giao lưu cũng là cây gốc mai tứ quý và được ghép với dạo gai nha. Cây thì nút nó đã lên rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nút là lên tới đầu đọt hết cho em nha. Đây, nhánh nào ra nhánh nấy nha, lên tới đầu đọt hết rồi, nút lên tới đầu đọt nha. Rồi, cây này nó cũng có tàn, cũng rất là đều nha cô chú anh chị. Gốc mai tứ quý thì nó sẽ rất là bền. Rồi, cây này thì bên em xin phép được đo thông số của cây luôn. Đầu tiên thì bên em sẽ đo cái hoành thân của cây. Cây này thì có hoành gốc cũng đưa ra được hai nhánh, hai cái chi ra như thế này ha. Nhưng mà bên em thì không đo tại vì nó ăn ở dưới cái phần chậu rồi. Rồi, hoành thân của cây là 21. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 1m3. Chiều cao của cây là 1m2. Tán ngang của cây,
tán ngang của cây là 1m2. Rồi, cây này thì bên em sẽ cây số 4. Nhà vườn anh Tú xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa, giá là 4 triệu. Và giá này thì bên em sẽ bao ship ở các quận thành phố Hồ Chí Minh. Còn những cô chú anh chị mà mình ở tỉnh á, ưng ý cây này liên hệ đến số điện thoại hoặc Zalo là 0963449610, hoặc số điện thoại tại kênh Bonsai Mini Thanh Ngân là 0329013311. Bên em sẽ hỗ trợ báo giá ship và giá của cây. Rồi, em xin phép được qua cây số 4 lên cây số 5 của ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Tiếp theo sẽ là cây số 5, nhà vườn anh Tú giao lưu của chú anh chị ha. Cũng là cây mai gốc tứ quý luôn. Và cây này nó sẽ có bộ đế cũng khá là đẹp nha cô chú anh chị. Đây, phần bệ đế của cây như thế này nha. Đó. Rồi, nó có phần bệ đế nằm phía bên này cho em thôi ha. Cái này thì em trồng để dưỡng cây thôi nên là không có để cái bộ đế bên em không có đôn đế lên hết nha. Đó, chủ yếu là dưỡng cây. Và cây này nó rất là già nha cô chú anh chị. Cái thân của nó là nó nở da cá sấu như thế này nha. Lên da cám hết cho em rồi nha cô chú anh chị. Rồi, em xin phép được đo thông số của cây luôn. Hoành đế của cây là được 59. Hoành thân của cây tại vị trí này nha, hoành thân của cây là 23. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 1m3. Em tính từ cái mí chậu lên tới đọt nha cô chú anh chị. Tán ngang tán dài của cây là khoảng tầm 1m. Rồi, cây này thì nút thì cũng như những cây trước ha, nút đều văng luôn nha cô chú anh chị, lên tới đầu đọt hết cho em nha. Đây, đây lên tới đầu đọt hết nha cô chú anh chị. Rồi, cây này bên em xin phép được giao lưu với giá là 4 triệu. Bên em sẽ bao ship ở các quận thành phố Hồ Chí Minh. Những cô chú anh chị ưng ý cây này liên hệ đến số điện thoại là 0963449610, nhà vườn anh Tú, hoặc là kênh Bonsai Mini Thanh Ngân 0329013311. Bên em sẽ báo phí ship cụ thể theo từng khu vực và báo giá của cây. Và những cô chú anh chị mà ở gần bên em ha, ghé đến được tại địa chỉ nhà vườn anh Tú, địa chỉ là 1127-3B, đường An Phú Đông 03, khu Phú Năm, phường An Phú Đông, quận 12, để xem thêm được nhiều cây hơn nữa nha. Bên em thì cái dòng cây tầm trung gốc tứ quý thế này rất là nhiều, tầm để bàn cũng có, và những cây to, hàng VIP, hàng khủng bên em cũng có luôn nha. Rồi, em xin phép được qua cây số 5 lên cây số 6 của ngày hôm nay. Rồi, cây số 6, nhà vườn anh Tú giao lưu đến với cô chú anh chị nha. Cây mai gốc tứ quý, và cây này có cái thế, cái này là cây mai vàng nha, gốc mai vàng, và nó có cái thế nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây, cái hoành rễ, cái đế rễ như thế này nha, và nó được uốn lượn đi lên như thế này nha cô chú anh chị. Rồi, phần bệ đế nha. Và cây này nó có một cái vết lũa, cái vết cắt ngay đây nha. Nhưng mà bây giờ nó đang liền sẹo nè, đang cuốn da lại liền lại rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nó sành rồi, đó, đang cuốn da lại nha. Rồi, em xin phép được đo thông số của cây luôn nha cô chú anh chị. Hoành đế của cây là được 75. Hoành thân tại vị trí cái cổ, ngay cái cổ em này nha cô chú anh chị. Hoành thân của cây là được 20. Tán ngang của cây là được 79. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là được 90. Rồi, đây, cây này tàn nó cũng rất là đều nha cô chú anh chị. Rồi, hàng nút của cây này thì cũng không chê luôn nha cô chú anh chị. Hàng nút của cây thì nó cũng như mấy cây hồi nãy bên em lên clip nha. Đây,
nút nó lên tới đầu đọt hết rồi nha cô chú anh chị. Nhánh nào ra nhánh nấy luôn nha, lên đều văng hết cho cô chú anh chị. Rồi cái này bên em giao lưu cô chú anh chị giá là 3 triệu, bên em bao ship ở các quận thành phố Hồ Chí Minh. Quý cô chú anh chị ở gần bên em thì đến với cái địa chỉ là 1127-3B khu phố 5, đường An Phú Đông 03, quận phường An Phú Đông, quận 12 ha, để xem thêm được nhiều cây hơn nữa nha. Rồi cây số 6 ngày hôm nay cũng là cây cuối clip mà bên nhà vườn anh Tú giao lưu đến với cô chú anh chị nha. Và hiện bên em sẽ có số điện thoại hoặc Zalo để liên hệ là 0963449610. Quý cô chú anh chị có thể là liên hệ đến số điện thoại của kênh nhà vườn bonsai mini Thanh Ngân là 0329013311 để bên em hỗ trợ báo phí ship và giá của cây. Kính chúc quý cô chú anh chị xem clip vui vẻ và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip kỳ tới nhé.